Em nói mọi người nghe rõ không ạ? Khi nào bắt đầu thì em nói rồi vào rồi. Không biết mọi người có nghe rõ không ạ? Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Xin tỉnh cảm ơn mọi người đã đến với chương trình Bác sĩ bên bạn của Bệnh viện 199, được phát sóng vào 19:30 vào thứ sáu hàng tuần và trên fanpage của Bệnh viện 199. Và xin trân trọng giới thiệu vị khách mời rất đặc biệt của ngày hôm nay, mà có lẽ các bạn có nhớ trong hai số trước vị MC xinh đẹp của chúng ta không ạ? Vâng, xin trân trọng giới thiệu đến với chương trình ngày hôm nay bác sĩ Võ Thị Hồng Hướng, trưởng khoa phục hồi chức năng bệnh nghề nghiệp, ủy viên ban chấp hành của Hội phục hồi chức năng thành phố Đà Nẵng. Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Bác sĩ có thể gửi một vài lời chào đến quý vị khán giả được không ạ? Vâng, cảm ơn bạn Thanh MC. Thì ngày hôm nay thì là chúng tôi đang đổi vai cho nhau, và hai cái số trước thì là mình được làm MC, nhưng mà cái số này thì là được là bác sĩ khách mời trong cái chương trình ngày hôm nay, là một cái chủ đề là về bảo vệ cuộc sống trẻ em mùa dịch. Thì là rất vui là được gặp lại mọi người, và hy vọng là với những cái kiến thức của Bệnh viện 199 ngày hôm nay sẽ giúp cho các bố mẹ phát hiện ra được những cái tình trạng về cuộc sống của con em mình, và chúng tôi sẽ mang lại một số các phương pháp để chúng ta có thể là điều trị và cải thiện cái tình trạng về cuộc sống của con em. Tháng 6 là tháng hành động về trẻ em, ngày 1 tháng 6 là ngày quốc tế thiếu nhi. Nhưng mà kính thưa quý vị, thưa bác sĩ, là có hơn 4.000 trẻ đang tại một số tỉnh và thành phố thì đang là điểm nóng của dịch bệnh như Bắc Giang, thì đang phải đi cách ly tập trung và rời xa cái vòng tay của ba mẹ ở cái tuổi mà ăn chưa no, no chưa tới. Thì những nhiều đứa trẻ đã phải theo bố mẹ đi cách ly, và có rất nhiều trẻ nó phải tự chăm sóc cho mình mà vì bố mẹ đều đã dương tính với Covid-19. Những hình ảnh mà những em nhỏ mà lọt tõm trong cái bộ đồ bảo hộ thì thực sự khiến chúng ta xúc động. Và một hình ảnh khiến tôi xúc động nhất đó là một bé nam 3 tuổi lẻ loi ở khu cách ly, tự ăn, tự chơi, no lắng nhì, khuôn mặt thì no lắng, làm thực sự khiến tôi hình ảnh rất xúc động. Và xin mời bác sĩ và xin mời quý vị cùng xem một video về những hình ảnh của những bé ở trong khu cách ly. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Thì thực sự những hình ảnh vừa rồi rất xúc động, đúng không ạ? Nhưng mà không chỉ là những trẻ em ở khu cách ly đâu, mà tháng 6 này, tháng của dịch bệnh Covid đang hoành hành, thì gần như tất cả các trẻ em trên nước Việt Nam thì đều bị ảnh hưởng hết. Các trẻ thì không được đến trường, không được đến các khu vui chơi và phải ở nhà cách ly. Và khi ở nhà như vậy thì niềm vui của các cháu thì có lẽ là cái tivi, cái iPad, cái điện thoại, đúng không ạ? Và phải học chương trình học online với những cái tiếp xúc với đồ điện tử nhiều như vậy, thì một loạt những bệnh lý của về cả sức khỏe lẫn thể trạng của trẻ bị mắc phải. Và
Vâng, nên vì vậy chúng tôi chọn chủ đề ngày hôm nay đó là bảo vệ cột sống của trẻ em mùa Covid. Vâng, cột sống thì được xem là một trụ cột duy nhất của cơ thể, đóng vai trò quan trọng trong việc nâng đỡ cơ thể. Vì vậy, nếu như mà cột sống của chúng ta bị ảnh hưởng thì mang lại thì ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Thì theo thống kê của Mỹ, hàng năm thì có khoảng hơn 600.000 bệnh nhân vẹo cột sống đến khám tại các bệnh viện, và trong đó ước tính có hơn 30.000 trẻ là phải đeo lẹp và 38.000 trẻ là phải trải qua các cuộc phẫu thuật về chỉnh hình cột sống. Thì tại khoa phục hồi chức năng bệnh nghề nghiệp bệnh viện 199 thì chúng tôi có tổ chức khám sàng lọc cho các trẻ hồi học đường về vẹo cột sống. Thì qua hai buổi khám thì có 97 trẻ được sàng lọc, thì trong đó là có đến 7 trẻ là bị vẹo cột sống và 2 trẻ đã được tư vấn để mang nẹp. Còn lại không chỉ có 7 trẻ vẹo cột sống không, mà còn lại một tỷ lệ rất cao đến 30 cháu là bị có vấn đề về các cái cơ, đó là sự mất cân bằng cơ. Thì để giúp cho phụ huynh có kiểm tra con em mình trong cái giai đoạn mùa dịch này để phát hiện cái tình trạng vẹo cột sống sớm, thì bệnh viện 199 đã tổ chức buổi live stream với chủ đề bảo vệ cột sống trẻ em mùa dịch. Thì thưa bác sĩ Hướng, là tại sao mà cái vẹo cột sống ở trẻ nhỏ thì nó lại cao như vậy, thì cũng không biết là có nguyên nhân nào mà gây nên cái vẹo cột sống lại nhiều như vậy, tuổi học đường nhiều như vậy không thưa bác sĩ? Vâng, cảm ơn bạn Thanh. Và thực sự thì tôi vẫn còn rất là xúc động khi mà xem qua cái video clip, tại vì đối với trẻ em thì trẻ em là cái gọi là tương lai của đất nước, cho nên là chúng ta cần phải bảo vệ. Và đặc biệt là trẻ em của chúng ta là chưa có khả năng để mà bảo vệ bản thân mình, cho nên là những người lớn của chúng ta phải tạo mọi điều kiện để mà có thể là bảo vệ trẻ em của chúng ta, để làm sao mà trẻ em có thể mà lớn lên trong một cái môi trường được tốt nhất và có một cái sức khỏe tốt nhất. Vậy thì đến với câu hỏi là nguyên nhân tại vì sao dẫn đến cái tình trạng vẹo cuộc sống, thì nếu mà chúng ta nói đến vẹo cuộc sống thì phải nghĩ ngay là vẹo cuộc sống bẩm sinh. Đó, cái tình trạng vẹo cuộc sống bẩm sinh á, là một cái tình trạng mà có vẹo và có xoay, có bược. Tôi lấy một cái hình ảnh của cái cuộc sống để dễ nói. Mình cứ nghĩ vẹo cuộc sống là một cái sự nghiêng qua phải, nghiêng qua trái của cuộc sống. Nhưng mà nếu nói như vậy thì không đầy đủ. Mà khi mà một cái tình trạng thật sự của vẹo cuộc sống thì nó sẽ bị xoay các đốt sống. Các đốt sống nó bị xoay như thế này nè. Và bình thường thì các cái mỏng gai ở phía sau nó sẽ phải là nằm trên một cái đường thẳng. Nhưng mà đối với trẻ em bị vẹo cuộc sống thì nó bị xoay như thế này. Đó, nó bị xoay. Thì khi nó xoay như thế này thì các cái mỏng gai nó có thể là nó không thể nằm trên một đường sống được, cái đường thẳng được. Và nó không phải xoay một đoạn mà nó xoay rất là nhiều đoạn. Và nó có thể tạo nên hình chữ F, thì hình chữ C, mà có thể là F ngược và F thuận nữa. Ví dụ F đây là F thuận, F ngược là lộn lại này, C thuận, C ngược. Nói chung là nếu mà nói đến vẹo cuộc sống thì chúng ta phải nói đến một cái tình trạng xoay đốt sống, và nó xuất hiện là bẩm sinh. Tuy nhiên thì hiện nay một cái tình trạng mà vẹo cuộc sống mắc phải đó là do một cái tình trạng là cái tư thế em bé khi ngồi, khi làm việc, và cái việc mà các cháu bé mang vật nặng, mang bát vật nặng, hoặc là ngồi, hoặc là ngồi học, ngồi chơi không đúng tư thế. Và cái việc mà các bạn đã sử dụng rất nhiều iPad, máy tính, điện thoại thì nó cũng gây nên cái tình trạng là bị vẹo cuộc sống. Còn cái vẹo cuộc sống bẩm sinh thì hỏi tại sao gây nên và cái cách phòng ngừa như thế nào, thì thực sự cho tới thời điểm này các y văn cũng chưa có biết được là nguyên nhân mà chính xác của cái việc là vẹo cuộc sống bẩm sinh là do yếu tố nào. Nhưng mà có một vài yếu tố được đề cập, đó là có thể là do tình trạng di truyền. Ví dụ như bố mẹ mà có vẹo cuộc sống thì cái khả năng mà sinh bé ra nó bị vẹo cuộc sống tăng cao hơn người bình thường. Hoặc là có những cái biến đổi khi mà trong quá trình mang thai. Ví dụ như em bé nó bị suy dinh dưỡng bào thai, hoặc là nó phát triển nó không cân đối với cơ thể mẹ gì đó. Nó rất là nhiều nguyên nhân mà cũng không biết chính xác được là nguyên nhân vì sao bé của mình bị cái vẹo cuộc sống bẩm sinh. Cho nên là nói mà về mà cái phương pháp mà phòng
để mà tránh cái tình trạng về uống sốc bẩm sinh thì gần như là chưa có. Nhân dịp bác sĩ chia sẻ một trong những nguyên nhân rất lớn gây vẹo cột sống đó là do cái tư thế của các cháu đúng không ạ? Thì mời tất cả quý vị cùng theo dõi một video. Đây video của một bé mà con của một chị đồng nghiệp, thì mẹ đang đi chống dịch rồi thì ở nhà học online, thì mời tất cả quý vị cùng theo dõi video. Vâng, thưa quý vị vừa xem theo dõi video thì chúng ta có thể thấy hình ảnh một bé mà chúng ta đang học và học online đúng không ạ? Bé hết tư thế nằm ở ngồi rồi lại quay xuống ngồi rồi các tư thế luôn, nằm nghiêng, nằm ngửa. Với cách tư thế của cháu như vậy mà chúng ta không phòng tránh thì dẫn đến một cái tỷ lệ mà bị vẹo cột sống rất cao thưa bác sĩ. Qua 4 số livestream vừa rồi thì thực sự chúng tôi rất vui và hạnh phúc khi mà nhận được rất nhiều các câu hỏi của các quý vị đặt trên fanpage hay là trên website của bệnh viện. Thì với hôm nay thì trong buổi livestream ngày hôm nay thì chúng tôi cũng rất mong các quý vị đặt các câu hỏi về tình trạng của con em mình để được bác sĩ Hướng giải đáp cho chúng ta về phòng tránh tình trạng vẹo cột sống. Và hiện tại thì tôi cũng đã thấy một câu hỏi, nhận được một câu hỏi của một bạn rồi. Thì câu hỏi đầu tiên là làm sao để bố mẹ phát hiện được tình trạng vẹo cột sống của con em mình tại nhà, và làm thế nào để cho tôi biết con tôi bị vẹo cột sống. Thì xin mời bác sĩ Hướng trả lời. Cái việc mà chúng ta phát hiện vẹo cột sống của trẻ em tại nhà rất là quan trọng, vì là nó liên quan cái việc là điều trị cho bé. Nếu như mà chúng ta phát hiện sớm thì cái việc điều trị cho bé nó mang lại cái hiệu quả rất cao, còn nếu mà chúng ta phát hiện trễ thì cái việc điều trị nó sẽ khó khăn lên rất nhiều, và thậm chí là chúng ta cần phải sử dụng các biện pháp cao hơn, đó là phẫu thuật chẳng hạn. Vậy cho nên là cái việc mà bố mẹ cần phải phát hiện tình trạng con em mình tại nhà là một cái việc rất là quan trọng. Thì có một số cách như sau. Cái cách mà dễ nhất đó là các bạn quan sát ở tư thế đứng, cho em bé mình đứng và mình nhìn ở đâu, nhìn phía sau lưng để xem thử cái vai của con em mình nó có ngang bằng hay không. Hai cái tay nó thõng xuống như này thì hai cái tay nó có ngang bằng hay không đó, và tư thế nó có vẹo lệch điều gì hay không. Đó là một cái tư thế quan sát ở tư thế đứng. Tư thế thứ hai, khi mà em bé đứng như vậy xong rồi, mình cho em bé cúi xuống. Và mình có thể làm một cái động tác cực kỳ đơn giản, đó là chúng ta vuốt dọc từ cái vai xuống, để hai bàn tay qua hai bên cột sống của bé vuốt xuống, thì mình xem thử là cái độ gồ ghề giữa hai bên nó có bằng nhau hay không. Nếu mà nó chênh nhau một ít thôi thì cũng không có vấn đề lắm. Nhưng nếu mà một bên nó gồ hẳn lên, một bên nó lép xuống, thì đó cũng có thể là một cái tình trạng bị vẹo cột sống rồi. Hoặc là chúng ta có thể là quan sát cái bé mặc áo quần chẳng hạn, thì có thể nó bị sọc sạch, nó ống thấp ống cao, hoặc là áo của nó bị lệch chẳng hạn. Thì đó cũng là một cái cách mà để chúng ta có thể là phát hiện ra là bé nhà mình bị vẹo cột sống. Thế vậy những cái cách đấy chúng ta hoàn toàn có thể xác nhận ở tại nhà, những cách rất xác định rất đơn giản về tình trạng vẹo cột sống. Và một câu hỏi thứ hai của bạn là Lê Thảo Nguyên, thì bạn có đặt câu hỏi như sau: bác ơi cho em hỏi, em của em năm nay 10 tuổi, lúc ngồi học hay xem tivi hay ngồi ở thế cong khòm lưng, hiện tại thì em thấy em của em thì hơi cong cột sống ở đoạn ngực và có hơi gồ lên vùng bên thắt lưng bên trái. Vậy cho em hỏi với tình trạng như vậy thì tự tập tại nhà hay phải đưa cháu đi khám và tập tại bệnh viện? Một câu hỏi của bạn cũng rất là hay đó. Giống như cái video mà vừa rồi các bạn xem á, bé của chúng ta khi mà xem iPad này hoặc là học online này thì nó ngồi rất là nhiều tư thế, nằm ngồi
ngã nghiêng đủ kiểu, thậm chí là bé đâu có thể biết được là cần phải ngồi thẳng đâu, nó cứ ngồi thoải mái gù hết lưng xuống như thế này đó và vẹo lệch một bên, viết thì nằm ngửa nằm nghiêng để viết, thì cái tình trạng đó nó cũng gây nên một cái tình trạng đó là nó gây, đầu tiên là nó gây nên sự mất cân bằng cơ và nó dẫn đến một cái tình trạng là bị vẹo cuộc sống. Vậy thì với cái tình trạng mà như bạn Nguyên vừa nói đó, là em bé nó có gù một bên này, rồi là nó có những cái dấu hiệu tôi không nhớ lắm, nhưng mà các cái dấu hiệu như vậy thì khả năng là bé nhà mình có khả năng là bị vẹo cuộc sống. Tuy nhiên như ban đầu tôi nói á, cái tình trạng vẹo cuộc sống chúng ta cần phải phân biệt, cần phải chẩn đoán cho được là vẹo cuộc sống mắc phải hay bẩm sinh, và hai cái phần mắc phải và bẩm sinh đó đều điều trị khác nhau hết. Nếu mà một cái tình trạng mắc phải thôi thì đơn giản hơn rất nhiều, chúng ta chỉ cần tập luyện để cân bằng cơ cho bé thì nó sẽ hoàn toàn cải thiện, và chúng ta có thể là cải thiện cái tư thế xấu giúp cho bé có những tư thế tốt thì hoàn toàn có thể điều trị dứt điểm mà nó không để lại một cái di chứng nào cả. Tuy nhiên nếu như mà bé nhà mình mà vẹo cuộc sống bẩm sinh mà bé bây giờ đang 10 tuổi rồi thì các bạn phải nhanh chóng đưa đi bệnh viện. Tại vì sao? Đối với những trường hợp mà bị vẹo cuộc sống á, thì chúng ta điều trị càng sớm càng tốt, và đặc biệt là trước tuổi dậy thì. Ngày trước đây á, thì người ta khuyên á, đối với em bé nữ thì nó sau tuổi 13, thì thường thường là 13 tuổi là tuổi dậy thì, 14, 15 tuổi đối với nam. Tuy nhiên hiện nay các bé cái gì đó, cái dậy thì nó rất là sớm hơn. Thì với nữ là người ta khuyên là trước 10 tuổi và với nam trước 13 tuổi. Cho nên cái việc chẩn đoán sớm, điều trị sớm với một bé bị vẹo cuộc sống là cực kỳ quan trọng. Xin cảm ơn bác sĩ. Thì không biết bạn Lê Thảo Nguyên có hài lòng với câu trả lời của bác sĩ không? Nếu như còn vấn đề gì thắc mắc thì bạn hoàn toàn đặt câu hỏi tiếp theo để mời bác sĩ trả lời. Dạ vâng, cột sống thì rất quan trọng, thì không biết là cái tình trạng vẹo cột sống như vậy thì có ảnh hưởng đến cái tương lai của các cháu sau này, hay ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe của các cháu, các trẻ sau này không ạ bác sĩ? Gọi là cái hậu quả do vẹo cột sống mang lại là cái gì? Thì hiện nay á, mọi người cứ nghĩ rằng là cột sống nó chỉ là cơ xương khớp, nó không ảnh hưởng gì cái những cái vấn đề khác. Nhưng mà các bạn có thể cho mượn cái mô hình thì là cột sống á, nó là một cái trụ cột chính của cơ thể. Nếu như mà chúng ta không có cột sống thì không thể nào tạo thành cái mô hình cơ thể được. Đây là một cái mô hình về về cơ thể của chúng ta này đó, thì phải có cột sống ở giữa chúng ta mới nối kết qua hai bả vai, và ở đây nó mới hai bả vai mới nối kết hai cái tay. Ở dưới đây có cột sống mới nối kết là cái khung chậu, và mới nối kết xuống hai cái chân, và ở đây trên cột sống đó là cái đầu đó, thì nó mới tạo nên một cái form cơ thể được. Nếu như không có cột sống nó sẽ ảnh hưởng, không tạo nên cái form cơ thể. Và nếu như cột sống bị gù vẹo thì nó như thế nào? Đầu tiên cột sống mà nó bị gù vẹo này, nó bị vẹo cột sống thì nó sẽ ảnh hưởng cái độ giãn nở cái lồng ngực này ra này. Nó không giãn nở hết lồng ngực, nghĩa là cái việc hô hấp của bé nó sẽ bị ảnh hưởng, cái việc hít thở không khí nó sẽ bị ảnh hưởng, nên nó sẽ rất dễ để xuống đây, nó rất dễ gây nên một cái tình trạng là bị stress này, giảm sự tập trung này đó, và ảnh hưởng đến học tập đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai thì là khi mà ảnh hưởng đến hô hấp thì cái hô hấp nó lại gắn liền với tim mạch, thế cho nên nó sẽ ảnh hưởng về lâu về dài, nó không phải ảnh hưởng ngay một ngày hai mà nó kéo dài cả một cái quá trình luôn. Với những bé gái chẳng hạn thì có thể là ảnh hưởng đến vấn đề là sinh nở về sau này, việc mang thai cũng sẽ khó khăn hơn, và việc sinh nở của một bé gái khi trưởng thành cũng sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng mà đặc biệt á, là ảnh hưởng về tâm lý, ảnh hưởng về tâm lý của bé thì sao? Là ngoại hình, đặc biệt là bé gái khi bé đi làm, khi mà bé nó có một cái tình trạng về cuộc sống, nó khó có một cái chiều cao lý tưởng được đó, và nó cơ thể nó bị lệch, bị vẹo thì ra bên ngoài á, hắn bị tâm lý và nó
thường là tự ti, xấu hổ với bạn bè, không có tự tin đó, cho nên là nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống và ảnh hưởng đến sự thành công của các bé sau này. Bởi vậy cho nên cha mẹ chúng ta cần phải quan tâm và bảo vệ cuộc sống của bé ngay bây giờ. Xin cảm ơn bác sĩ. Nhưng quý vị vừa nghe bác sĩ trình bày, đó là cuộc sống rất quan trọng đúng không ạ? Nó ảnh hưởng đến hoàn toàn cái tương lai của các cháu. Và trẻ em thì là mầm non của đất nước, thì mong mọi người đi cho các cháu đi khám sớm. Và khán giả nhất nhất thì có một gửi cho bác sĩ một câu hỏi, đó là mình có em bé mới học lớp 2, nay cứ nhập đi khập khiễng, thấy hai bên vai thì có vai trái thấp hơn vai phải. Cho em hỏi là bé nhà em có phải đang bị vẹo cuộc sống không? Bé nhà mình thì là không biết bao nhiêu tuổi, nhưng mà học thứ lớp nhất 2, à, học lớp 2 thì khoảng 7-8 tuổi. Mà đang có một cái tình trạng là đi khập khiễng là một này, và vai nó lại không đều nhau này. Bên trái thấp hơn bên phải. Bên trái thấp hơn bên phải nữa. Thì khả năng cao là có tình trạng về cuộc sống. Hoặc nó cũng có một cái tình trạng là khớp háng của bé cũng có thể là có vấn đề. Tại vì á, có một cái tình trạng mà các bé của nhà mình cũng hay bị nha, đó là trật khớp háng bẩm sinh. Trật khớp háng bẩm sinh á, thì khi mà bé biết đi á, bắt đầu mình sẽ thấy bé cũng đi khập khiễng và nó cũng bị lệch bẹo, lệch vai đó. Nhưng mà về khi nó không đau gì hết á, nhưng mà khi lớn lên dần dần rồi đó, bắt đầu nó mới đau dần. Và khi đi kiểm tra ra thì là có một cái tình trạng vẹo, cái tình trạng bị trật khớp háng bẩm sinh. Cho nên á, bây giờ ở mà các cơ sở y tế lớn á, sau khi bé sinh ra đều được khám tầm soát về phục hồi chức năng. Để mà tầm soát, thứ nhất bé có bị bàn chân khèo hay không, thứ hai có trật khớp háng bẩm sinh hay không, thứ ba ví dụ những cái tật bẩm sinh khác, ví dụ như là bị tật vẹo cổ bẩm sinh chẳng hạn. Vì tất cả những cái tình trạng này và vẹo cuộc sống bẩm sinh chẳng hạn, tất cả những tình trạng này nói là bẩm sinh, nhưng nếu chúng ta phát hiện sớm thì hoàn toàn có thể điều trị được đó. Cho nên là khi em bé mà sinh ra ở các cơ sở lớn, ví dụ như bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng chẳng hạn, thì được khám tầm soát phục hồi chức năng hết để phát hiện những cái tình trạng mà bẩm sinh của trẻ để xử lý. Vậy thì với quay lại với cái câu hỏi của bạn nhất nhất á, để trả lời là bé có bị vẹo cuộc sống hay không, thì bác sĩ chúng tôi cần phải khám lâm sàng, sau đó thì phải chụp phim để chẩn đoán là có vẹo cuộc sống hay không, là phải chụp phim. Vì chụp phim ra thì mình mới biết được là, thứ nhất, trả lời câu thứ nhất là có vẹo cuộc sống hay không, thứ hai vẹo thì vẹo bao nhiêu độ, để mà mình biết là mình cần phải sử dụng cái biện pháp mà can thiệp nào. Ví dụ 10 đến 15 độ thì chúng ta có thể hoàn toàn không cần đề cập những cái phương pháp khác, chỉ cần tập luyện thôi. Nhưng nếu như mà đã 20 đến 40 độ thì chúng ta buộc lòng phải dùng nẹp, và nếu trên 40 độ thì chúng ta cần phải phẫu thuật, vì lúc đó cuộc sống nó bị mất vững rồi. Cho nên với cái tình trạng của em bạn nhất nhất thì nên đưa tới các cơ sở y tế để được các bác sĩ khám chẩn đoán chính xác và tư vấn cụ thể cho mình. Anh nhất nhất thì không biết anh có hài lòng với câu trả lời của bác sĩ không, nếu còn vấn đề thì anh phải tiếp tục đặt câu hỏi để bác sĩ trả lời. Thưa bác sĩ, là bạn Khánh Linh thì cũng có đặt cho bác sĩ một câu hỏi, đó là: chào bác sĩ, tôi có cháu trai năm nay 5 tuổi, khi cháu đi thì vai hơi lệch sang trái. Ban đầu tôi không để ý đến, nhưng mà khi người khác nói thì mới thấy bất thường. Vậy cho tôi hỏi, bé có phải bị tật hay bệnh lý cuộc sống không bác sĩ? Cái việc mà bé nó có vấn đề này, gọi là giống như cái câu hỏi lần trước á, thì để mà biết được bé nhà mình á, là có vẹo cuộc sống thật sự hay không, thì phải có những cái động tác khám cụ thể, là giống như tôi nói là khám lâm sàng, sau đó là phải chụp X-quang là nhẹ nhàng nhất, thì chúng ta mới xác định là có vẹo cuộc sống thật sự hay không. Tuy nhiên ở tại nhà thì bố mẹ cần phát hiện những dấu hiệu bất thường, mà dấu hiệu bất thường như lúc nãy tôi nói bằng nhiều cách đó. Cách thứ nhất là quan sát, cách thứ hai là cho bé cúi xuống sờ, cái thứ ba là quan sát mặc quần áo rồi chẳng hạn đó, để xem những cái dấu hiệu bất thường của trẻ, hoặc là quan sát dáng đi của nó đi khập khiễng rồi chẳng hạn.
để mình biết rằng là có những cái dấu hiệu bất thường đó khả năng là có bị bệnh cuộc sống, yeah, thì chúng ta cần phải mang bé tới cơ sở y tế để được khám và được bác sĩ chẩn đoán chính xác là bệnh cuộc sống hay không, và nếu có thì sẽ tư vấn tiếp là sẽ sử dụng cái phương pháp nào, yeah, để mà có thể là can thiệp cho bé một cách hiệu quả nhất. Thì giống như trường hợp của bạn thì cũng như vậy, biết là bạn có hài lòng với câu hỏi, câu trả lời của bác sĩ hay không. Nếu như mà các bạn mà có vấn đề gì nữa thì cứ nhắn tin tiếp về cái tình trạng nào, hoặc là các bạn có thể, nếu mà có phim sẵn thì các bạn có thể gửi phim, thì chúng tôi trên phim đó sẽ tư vấn nó rõ ràng hơn rất là nhiều. Xin cảm ơn bác sĩ ạ. Khán giả Quách Hữu Trung thì có đặt cho bác sĩ một câu hỏi, đó là tỷ lệ bé trai hay bé gái hay bị vù vẹo cột sống hơn. Rất là cảm ơn câu hỏi của bạn Quách Hữu Trung. Thì cái tỷ lệ mà vẹo cột sống thì ở trẻ trai hay trẻ gái nhiều hơn ấy, thì người ta thấy rằng là đối với trẻ gái thì là cái trẻ em gái thì cái tỷ lệ nó cao hơn trẻ trai, và ở những bé mà có, cũng không biết là do nguyên nhân suy dinh dưỡng nó gây nên là vẹo cuộc sống hay vẹo cuộc sống gây nên suy dinh dưỡng, nhưng mà ở các bé mà bị vẹo cuộc sống thì gần như là hắn bị có một cái tình trạng là suy dinh dưỡng, cái phát triển về thể chất nó không được tốt đó. Và từ đó thì cái phát triển về tinh thần của bé nó cũng không được tốt. Có thể là khi mà nó lớn, đặc biệt là qua tuổi dậy thì thì các bạn biết về cái tình trạng của mình, cho nên là các bạn bị mất tự ti khi mà bạn bè chọc ghẹo chẳng hạn, nên là thường các bạn đó cái tinh thần của bạn không tốt, và các bạn rất là tự ti, nói rất là nhỏ chẳng hạn, rồi là rất là khép nép. Còn cái theo y văn thì thấy là cái tỷ lệ mà trẻ gái thì cao hơn trẻ trai. Như tôi có chia sẻ ngay từ đầu chương trình đó, đó khoa phục chức năng thì cũng có khám sàng lọc cho trẻ học đường 97 trẻ, trong đó có 7 trẻ vẹo cuộc sống, nhưng mà đến 5 trẻ trong đó là bé gái, thưa bác sĩ. Cũng một vị bạn khán giả có đặt câu hỏi tiếp theo cho bác sĩ, đó là: chào bác sĩ, cháu năm nay 12 tuổi, cách đây 1 năm cháu đã nắn chỉnh cột sống gần 2 tháng nhưng không có cải thiện, nhờ bác sĩ tư vấn giúp. Là sao rồi? Vị khán giả này thì lại không nói về cái tình trạng bệnh lý, nhưng mà có là đi nắn chỉnh cột sống thôi, thì không biết phải bạn bị nắn chỉnh cột sống về tình trạng vẹo cột sống không hay là tình trạng nào. 12 tuổi mà có đi nắn chỉnh cột sống. Nắn chỉnh bao lâu? Gần 2 tháng ạ. Mà không cải thiện. Không cải thiện, Thực sự thì tôi cần thông tin nhiều hơn đó, là bé 12 tuổi nam hay nữ nè, và với cái tình trạng như thế nào mà bạn đưa em bé đi nắn chỉnh cột sống. Nhưng mà tôi cũng muốn tư vấn một chút xíu như thế này. Với cái tình trạng mà bị vẹo cột sống á, thì nếu mà để về thời gian cứ theo 5 tháng, tại sao mà tôi bảo là cần phải điều trị, phát hiện sớm và điều trị sớm, là nó ở một cái chỗ đi. Nghĩa là em bé thường nó mới sinh ra nha, ví dụ như là nó bị vẹo cuộc sống là chỉ có là độ 1 thôi, nhưng cũng với cái tình trạng của bé thì khi mà nó lớn lên 1 tuổi nó có thể tăng lên độ 2, có thể lên 3 tuổi nó có thể tăng lên độ 3, ví dụ như vậy. Là vì sao? Vì cũng với cái tình trạng đó, nhưng tại sao nó sẽ tăng độ? Đó là vì á, khi mà em bé nó mới sinh thì cái cơ của bé nó chưa có vận động nhiều, cho nên là nó chưa có tạo một cái form như vậy. Nhưng khi bắt đầu nó lớn dần thì cái vùng mà nó bị vẹo, ví dụ như cái bên mà nó vẹo, bên mà nó cong như đây này, bên mà như đây thì nó sẽ cơ nó ngắn lại, còn cái bên đây thì cơ nó giãn ra, nghĩa là một bên là cơ nó bị yếu, một bên nó cơ bị mạnh. Thì với cái tình trạng như thế này, nó cứ càng lớn thì cái bên mà co thắt nó sẽ càng co thắt lại, bên giãn nó càng giãn ra, nên nó càng ngày nó làm cho cuộc sống á sẽ vẹo thêm nữa. Khi theo tuổi nó lớn lên thì nó cứ càng ngày nó sẽ càng tăng lên là như vậy. Cho nên á, với cái tình trạng mà bé nhà mình mà 12 tuổi
mà chúng ta lại sử dụng phương pháp nắn chỉnh cuộc sống không thôi á, thì rất khó để mà cải thiện. Mà chúng ta cần phải là tùy theo cái độ, như lúc nãy tôi nói, ví dụ nó nằm trong cái độ là 20 đến 40 độ, thì chúng ta cần phải vừa kết hợp các bài tập kéo giãn nè, tập mạnh nè, rồi á, là tùy theo là S thuận hay S ngược nè, chữ C thuận theo ngược, mà cần phải nắn chỉnh đoạn nào nữa. Sau đó phải dùng nẹp, phải dùng nẹp mà dùng thường xuyên đó, và nắn chỉnh bằng nẹp, nắn chỉnh bằng nẹp. Vì như ban đầu tôi nói là một cái tình trạng vẹo cuộc sống đây là do cái xoay, cho nên á, nếu chúng ta nắn chỉnh không cẩn thận, nó xoay thêm nữa và nó làm cho cái độ càng ngày càng tăng mà nó không cải thiện. Bởi vậy cho nên á, để mà điều trị thành công một cái tình trạng mà bé bị vẹo cuộc sống, nó phụ thuộc đầu tiên là tuổi, thứ hai là cái độ vẹo cuộc sống, thứ ba là phương pháp, chúng ta có phối hợp các phương pháp với nhau hay không. Nắn chỉnh kết hợp với nẹp, kết hợp với các bài tập đó, nó mới thành công. Ngay cả mà những cái bệnh nhân mà bị vẹo cuộc sống nặng mà chúng ta cần phải phẫu thuật, sau phẫu thuật xong chúng ta vẫn phải dùng nẹp và vẫn phải tập luyện thì mới cải thiện được. Nghĩa là mình phải phối hợp rất nhiều phương pháp. Và thêm một cái phương pháp nữa là chúng ta phải tư vấn cho mẹ, cha mẹ và chính em bé hiểu để mà giữ cái tư thế đúng nó như thế nào. Còn thôi vô hình dung làm cho cái tình trạng về cuộc sống nó sẽ tăng nếu như chúng ta không phối hợp nhiều cái phương pháp, và thậm chí còn kết hợp cái phương pháp lúc ngủ nữa cơ. Dạ vâng. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Nếu như mà anh có thể đặt hoàn toàn, có thể cho bác sĩ thêm thông tin, để đặt câu hỏi thêm thông tin để bác sĩ có thể trả lời được mình cụ thể hơn. Dạ, cũng bác sĩ vừa chia sẻ đó là về cái giáo dục tư thế đúng cho các trẻ, thì bạn khán giả Diệu Trần cũng xin gửi bác sĩ một câu hỏi, đó là bác sĩ có thể cho em hỏi vậy, nếu trẻ ngồi không đúng cách thì nên ngồi tư thế nào cho tốt cho cuộc sống ạ? Giống như là cái việc mà tư vấn cái tư thế đúng cho một người nói chung là rất khó. Trông là dễ nhưng trên thực tế là rất là khó. Vì sao? Vì chúng ta cần phải duy trì. Nhưng thông thường á, thì chúng ta lại quên mất. Chúng ta lại quên mất nên chúng ta không duy trì được. Ngay người lớn chúng ta, ví dụ khi mình làm việc, khi được bác sĩ tư vấn là phải ngồi thẳng, thì mọi người về cũng ngồi thẳng. Nhưng ngồi thẳng được ngồi, mỏi quá lại ngồi xuống. Cho nên á, là người lớn chúng ta đã khó tuân thủ rồi, thì em bé nó càng khó tuân thủ hơn. Vì á, em bé á, nó học rất nhanh, mình nói là nó nghe và nó hiểu liền, nhưng mà xíu là nó quên liền. Cho nên buộc lòng phải nhắc nhở thường xuyên và phải kết hợp giữa gia đình và nhà trường. Nhà trường cũng phải được tư vấn cái cách tư ngồi đúng để mà tư vấn cho trẻ trong quá trình bé học tại trường, và về nhà thì ba mẹ cũng phải hiểu cái tư thế đúng như thế nào. Vậy thì nói đến tư thế đúng thì đầu tiên chúng ta phải nói đến là cái chiều cao của bàn và ghế. Hiện nay á, thì trẻ em chúng ta thì nó có một cái, cũng một cái khó khăn cho bé, đó là bé đi học á, thì có nhiều độ cao khác nhau. Chiều cao của mỗi bé nó khác nhau, nhưng mà ngồi bàn thiết kế một kiểu thôi thì bằng nhau. Bàn thì thiết kế bằng nhau, cho nên đó cũng là một cái hạn chế. Ví dụ như những bé thấp á, thì hắn bị vướng, nhưng mà đứa cao á, thì cũng bị gục. Đó, mà nếu mà nói đúng thì như thế này, em bé ngồi thì cái bàn chân nó phải vuông góc với cẳng chân, cẳng chân vuông góc với đùi, đùi vuông góc với thân mình. Đó, và cái cánh tay của bé thì khi mà đặt lên bàn á, chiều cao của bàn và chiều cao ghế nó phải là khi bé ngồi lên ghế thì cái chiều khi bé nó đặt tay vô thì nó phải vuông góc từ cái cánh tay tới cánh tay, không vượt cao lên này mà không thấp xuống này. Đó, thì bé nó sẽ ngồi tư thế như vậy là nó sẽ phù hợp. Như vậy thì cái chiều cao nó hoàn toàn phụ thuộc, chiều cao bàn và ghế nó sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào chiều cao của bé. Đó, thậm chí người ta, nếu người ta còn tính nữa là nó phải phụ thuộc vào cái chiều cao của cái đoạn thân trên và thân dưới của bé nữa, để mà biết được là cái chiều cao của bàn ghế nó như thế nào là phù hợp. Tuy nhiên là giờ vì cái điều kiện của Việt Nam chúng ta nó cũng khó khăn, nên là
đa phần thì bé ngồi với một cái kích thước bàn ghế giống nhau, cho nên là nó cũng gây nên là cũng là một cái làm cho bé cái tình trạng của gù vẹo nó tăng lên, cái gù vẹo mà mắc phải nó tăng lên. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Cũng bác sĩ vừa chia sẻ đó là cái hướng dẫn tư thế đúng cho các trẻ, các cháu, thì cũng xin mời bác sĩ và quý vị khán giả, không biết mọi người còn nhớ video một cháu mới bị học online và các tư thế xấu đúng không ạ? Thì sau khi đã được mẹ đưa đến viện khám và điều trị, thì sau đây là một video về hướng dẫn tư thế đúng cho cháu. Xin mời toàn thể quý vị cùng theo dõi. Khán giả Quách Hữu Trung thì cũng xin gửi đến bác sĩ một câu hỏi tiếp theo, đó là có thể khám tư vấn điều trị gù vẹo cột sống qua telehealth được không ạ? Hiện nay á, thì với cái tình hình dịch như thế này thì hoàn toàn chúng ta có thể là điều trị qua telehealth, điều trị từ xa. Nhưng mà trước khi mà điều trị từ xa thì bé cần phải được chẩn đoán. Được chẩn đoán thứ nhất là có vẹo cột sống hay không, thứ hai vẹo mức độ nào, và thứ ba là cái tình trạng vẹo ra sao, thì hoàn toàn chúng ta có thể là tập luyện từ xa. Và hiện nay á, thì bệnh viện 199 cũng đang là có cái chương trình là điều trị online cho những bệnh nhân mà có vấn đề về cơ xương khớp nói chung và cái tình trạng cột sống nói riêng ở nhà, và đặc biệt là với các bé nữa. Thì không phải dịch, nhưng mà trong cái thời gian mà bé đi học bình thường á, thì cái lịch học của các bé bây giờ thì gần như là rất là sát, cho nên là không có thời gian đâu mà đến viện để tập luyện cả. Thì chúng tôi vẫn sử dụng cái tình trạng là telehealth, tập luyện từ xa cho bé đó. Thì với cái tình trạng, với cái chương trình mà tập từ xa như thế này thì rất là thuận tiện ở một chỗ, đó là mình có thể là chăm sóc được bé nó sát hơn á. Ví dụ như trước đây thì khi mà không có cái chương trình này thì bé mỗi lần cứ lên viện tập xong thì về nhà ăn ngủ của nó như thế nào mình cũng không biết được, và lên thì chỉ có là ba mẹ kể lại thôi. Nhưng mà khi mà có cái chương trình tập luyện từ xa, thậm chí là ba mẹ khi lên trường cũng có thể là quay và để cho bác sĩ có thể là quan sát ghế ngồi của bé tại trường luôn nè, rồi khi về nhà thì cũng quan sát cái tư thế ngồi của bé, rồi tư thế, thậm chí tư thế ngủ của bé nữa, để có thể là tư vấn nó sâu sát hơn. Xin cảm ơn bác sĩ ạ. Cũng một bạn Thu Hà thì có gửi bác sĩ một câu hỏi, đó là mấy hôm nay em để ý con em núp đi thì thấy vai cao vai thấp và cổ thì đưa ra trước như con rùa, thì liệu có phải bị vẹo cột sống không bác sĩ? Bác cho em biết có thể đi khám và chữa bệnh ở đâu ạ? Cái tình trạng mà cổ đi ra trước này, có một tình trạng là vai cao vai thấp nữa đúng không? Dạ vâng ạ. Vai cao vai thấp, như nãy tôi nói là vai cao vai thấp thì có khả năng là bị vẹo cột sống. Tuy nhiên là chỉ có một triệu chứng đó không á, thì không thể nào nói được là có vẹo thật, là chẩn đoán xác định là có vẹo hay không, nhưng mà có khả năng là vẹo nhé. Còn cái tình trạng mà đưa ra cổ mà đưa ra trước như con rùa như bạn nói là một cái tình trạng mà ở đây có một cái tình trạng gọi là hội chứng đường chéo trên. Hội chứng đường chéo trên là do một cái tư thế là khi mình ngồi mình bị cong vai ra trước như thế này nè, cổ đưa ra trước trong cái tư thế đánh máy của người văn phòng là một nè, hoặc bây giờ bé thì là cũng ngồi học liên tục nè, rồi học online này, chơi máy vi tính này,
thì hoàn toàn các bé nhà mình nha, thậm chí mới có 3-4 tuổi thôi mà nó cũng bị vẹo và cổ nó cũng đưa ra trước như thế này, vai nó vai cong ra trước như thế này, thì gọi là đường hội chứng đường chéo trên, nghĩa là nó bị co thắt cái cơ ngực ở phía trước và cơ cổ ở phía sau, yếu cơ cổ phía trước và yếu cái cơ ngực phía sau như thế này. Đó thì nó chéo như thế này gọi là hội chứng đường chéo trên. Và với cái tình trạng hội chứng đường chéo trên thì hoàn toàn có thể điều trị dứt điểm được. Từ là thứ nhất là mình phải tư vấn tư thế đúng. Ví dụ bé phải ngồi vươn vai ra sau này, tập các động tác mở vai ra sau này, rồi là thu cầm thu cổ về này, tập mạnh cơ cổ này, rồi ngồi với tư thế là rút bụng rướn ngực lên ngồi thẳng này. Rất nhiều các biện pháp mà có thể hoàn toàn có thể cải thiện được. Còn với cái tình trạng vai thấp vai cao đó thì các bạn cần phải tới cơ sở y tế để được bác sĩ khám và tư vấn cụ thể. Dạ vâng. À, xin cảm ơn bác sĩ ạ. À, tiếp theo là câu hỏi của bạn Tố Nhân Nguyễn. Em có em bé năm nay 5 tuổi, hiện tại sau khi em vừa xem video cái livestream của bác sĩ thấy hai vai của em bé không cân nhau. Như vậy mùa dịch này thì để bé đến được khám và tư vấn được không thưa bác sĩ? Thực ra thì đang mùa dịch, tôi cũng không khuyến khích là các bạn đưa bé tới các cơ sở y tế hoặc là nơi đông người. Thì với một cái tình trạng mà hiện nay á, thì chúng ta có thể khám online. Bệnh viện 19 thì có rất nhiều các cái cách để chúng ta có thể khám online. Trước đây thì chúng tôi chỉ có là khám qua iShopCare, nhưng mà hiện nay thì chúng tôi có rất là nhiều cái app khác nữa, như là eHealth, như là eMarkCare, thì chúng ta hoàn toàn có thể là đăng ký khám qua đó. Và các bác sĩ có thể là khám và quan sát cụ thể cái trường hợp của con em mình, thì có thể qua đó cũng có thể hướng dẫn sơ bộ các cái động tác cũng như là tập luyện sơ bộ trước khi chúng ta chẩn đoán xác định. Đó, thì hoàn toàn có thể là khám qua online và tư vấn qua online được. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng, bạn ở tổ... đây rất là cảm ơn anh Dũng. Anh Dũng Rương là một kỹ thuật viên và rất là cảm ơn anh đã ủng hộ bệnh viện. Và có câu hỏi đó là bệnh viện thời gian này, thời gian dịch, bệnh viện 19 có điều trị bệnh nhân đến tập ngoại trú không, và thủ tục đăng ký như thế nào về thủ tục bảo hiểm y tế đúng tuyến và ngoại tuyến? Vâng ạ. Thực sự thì rất là cảm ơn anh Dũng. Hiện nay thì bệnh viện 19 đang hạn chế các cái trường hợp ngoại trú, chỉ có là điều trị nội trú thôi, nội trú tại viện thôi, để mà đảm bảo công tác phòng chống dịch. Cho nên là những cái trường hợp mà điều trị ngoại trú thì tụi em chuyển qua cái hình thức là điều trị online. Thì hiện nay thì bệnh nhân cũng đang hưởng ứng cái dịch vụ là tập luyện online của bệnh viện 19 rất là cao ạ. Còn hiện nay thì với cái từ ngày 1/1/2021 thì được thông tuyến bảo hiểm rồi, cho nên là tất cả các bảo hiểm mà trên toàn quốc khi mà tới mà nhập viện nội trú tại bệnh viện 199 thì là đều được hưởng cái quyền lợi bảo hiểm như là cái bảo hiểm của đúng tuyến của mình. Còn cái ngoại trú thì vẫn là chưa có được. Thì cái nếu mà khám ngoại trú, khám điều trị ngoại trú thôi thì vẫn là khám dịch vụ, khám điều trị dịch vụ. Cho nên là còn cái trường hợp mà nếu mà muốn tới muốn điều trị thì vẫn là qua online. Có gì thì anh Dũng nhờ anh Dũng có thể là gì đó truyền thông cho em, PR cho em nhiều hơn anh Dũng nha. Xin cảm ơn anh Dũng Trương. Và tiếp theo là khán giả Quách Hữu Trung thì lại đặt tiếp câu hỏi cho bác sĩ, đó là khoa phục hồi chức năng bệnh nghề nghiệp thì có kế hoạch nào về tầm soát cù vẹo cột sống học đường tại Đà Nẵng sau khi dịch Covid đã ổn định không ạ? Vâng ạ. Rất là cảm ơn câu hỏi của tiến sĩ Quách Hữu Trung ạ. Thì bệnh viện 19 là trước đây trước dịch á, thì cái chương trình mà khám tầm soát cù vẹo cột sống cho trẻ em học tuổi học đường thì vẫn đang diễn ra, và cái chương trình này chúng tôi đã thực hiện là đã 5 năm rồi. Và cũng đã khám được
cho rất nhiều trẻ em trên địa bàn quận Sơn Trà và một số các cái trường ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Thì qua các cái chương trình khám như vậy á, thì cũng phát hiện rất nhiều các trẻ em mà có cái tình trạng về cuộc sống. Và trước cái đợt dịch đây thôi thì chúng bệnh viện 19 cũng có cái chương trình là khám tầm soát về cuộc sống vào thứ bảy cuối tháng cuối mỗi tháng để mà khám phát hiện về cuộc sống của trẻ em. Thì rất mừng đó là hiện nay thì có rất nhiều phụ huynh đã quan tâm đến tình trạng cuộc sống của trẻ em rồi. Chứ ngày xưa thì nhớ lại 5 năm trước khi mà cái chương trình mà khám tầm soát về cuộc sống này nè, thực sự là khi tới trường, đợt đó là khám một cái trường ở Túc Hòa Vang á, thì với cái tình trạng là về cuộc sống của con em mình rồi, nhưng mà khi mà tư vấn cho bố mẹ thì bố mẹ cũng không quan tâm. Ủa, nó vẫn lớn lên bình thường, nó vẫn học hành bình thường, vẫn giỏi, nên là bố mẹ cũng không quan tâm. Nhưng mà vài năm sau mình tư vấn miết rồi, bố mẹ mới đồng ý là tập luyện, thì em bé nó đã qua cái tuổi gọi là qua cái tuổi vàng để cải thiện. Thì nhiều khi nó cũng rất là tiếc. Nhưng mà thời gian gần đây á, thì cái tỷ lệ mà ba mẹ mà đưa con tới khám á, với cái độ tuổi rất bé, thậm chí có bé mới có 3 tháng tuổi thôi, ba mẹ cũng bồng bế con lên khám. Cho nên là cái với cái chương trình này thì nhân viên y tế bệnh viện 19 chúng tôi rất rất là cảm thấy là có động lực á, để mà làm tiếp, để có thể là mang lại cái giá trị cho cộng đồng. Vì bệnh viện 199 là với cái chiến lược là hướng về cộng đồng, tạo ra những cái dịch vụ mà có thể là theo cái nhu cầu của cộng đồng. Đó, cho nên là với những cái chương trình mà cộng đồng là khám tầm soát cái bệnh lý mà về cuộc sống trẻ em như thế này, thì cũng giúp cho chúng tôi á, cũng giúp chúng tôi mang cái giá trị đó đến với cộng đồng. Và với những cái phản hồi ngược lại của cộng đồng như vậy thì cũng giúp chúng tôi có thêm động lực. Và tôi nhớ một cái kỷ niệm mà với một em bé ở Quảng Nam. Dạ vâng. Ở Quảng Nam, bé thì cái ngày đó mà khi, nói chung là khi nhắc lại thì tôi vẫn cảm thấy rất là xúc động. Khi mà ba anh em, mẹ đã mất rồi. Và ba anh em, người anh dẫn hai bạn nhỏ là hai em từ Quảng Nam ra bệnh viện 19 để mà khám về cuộc sống cho em mình. Và sau khi chúng tôi khám á, thì khi mà nhìn bé đi á, thì thấy có một cái sự khập khiễng. Cái dáng đi nó không được thẳng, thì mình nghĩ là về cuộc sống, nhưng khi mà khi khám á, thì cuộc sống của bé nó không có vấn đề gì cả, nhưng mà cái khớp háng của bé lại có vấn đề. Cái khớp háng của bé nó lại có khả năng á, là do là trật khớp háng bẩm sinh mà không phát hiện ra. Bây giờ bé đã là 10, 12, 13 tuổi gì đó, thì cái điều trị nó khó khăn hơn rất nhiều. Và rất tiếc là với cái tình trạng của bé, bé đó thì sau này khi bé lớn thì khả năng là phải thay khớp háng. Đó, nhưng mà cũng khi mà phát hiện như vậy thì chúng tôi cũng giúp cho các bạn đó tập luyện để giúp cho bé là nó không bị lệch vẹo quá nhiều cái tình trạng cuộc sống, ví dụ là mang dép nâng chiều cao lên chẳng hạn, để cái chân nó không bị thấp hơn cái chân bên kia nhiều, để nó không bị ảnh hưởng cuộc sống của bé. Xin cảm ơn bác sĩ ạ. Tiếp theo là câu hỏi đến từ khán giả Mạnh Ngọc. Bác sĩ ơi, em có đứa cháu năm nay 3 tuổi, ngồi chơi lúc nào cũng bị cong lưng, thì không biết như vậy thì bạn bé bị vẹo cuộc sống không? Xin bác sĩ trả lời. Xin cảm ơn bác sĩ ạ. Thực ra thì bé mà bạn đã lúc nào cũng ngồi chơi mà cong lưng thì vẫn chưa nói được là bé có vẹo cuộc sống hay không. Ví dụ như là như người lớn mình á, nhiều khi mình ngồi mình cũng cong lưng nè, mình thả hết bụng ra thì lưng mình tự nhiên nó cong mà. Thì khi mà các bạn ngồi như thế này thì mình cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên cái tư thế mà ngồi như tôi đang ngồi nè, các bạn sẽ thấy điều gì? Thứ nhất là nhìn vô là đã thấy không có một sự tự tin rồi, đúng không? Thứ hai, khi mà ngồi như thế này, các quý vị nào mà đang xem trên màn hình á, quý vị ngồi thử xem, khi mà chúng ta ngồi như thế này nha, thì nó sẽ, mình nhắm mắt lại mình cảm nhận, thì nó gây nên cái tình trạng căng ở vùng cơ lưng rất nhiều. Nhưng mà chúng ta chỉ cần rút bụng thôi, rướn ngực lên ngồi thì nó sẽ nhẹ cái vùng lưng hơn rất nhiều. Tuy nhiên để ngồi được tư thế thẳng như thế này thì chúng ta cần phải tập mạnh cái cơ bụng,
thì nếu không là chúng ta ngồi chập thì chúng ta mỏi lắm. Bác sĩ nhắc em cũng phải thẳng lên nhỉ. Chúng ta rất là mỏi, cho nên là ví dụ như á, với những người mà ngồi văn phòng thường xuyên á, thì tôi khuyên là chúng ta nên là có một cái ghế mà cái chiều cao nó phải ngang đầu của mình á, và chúng ta có thể là có một cái gối mỏng để chúng ta lót ở phía sau cổ, và có một cái gối mỏng nữa lót ở sau lưng mà chúng ta có thể ngồi dựa vào để có thể ngồi đánh máy với một cái tư thế đầu cổ thẳng, thì nó sẽ hạn chế cái tình trạng về mất cân bằng cơ đó. Cho nên là quay lại câu hỏi của bạn á, là bé nhà mình nó hay chơi với cái tư thế mà ngồi cong lưng như vậy á, thì chưa nói được là bé có bị vẹo cuộc sống hay không. Bạn Mạnh Ngọc thì bạn yên tâm là bé nhà mình chưa chắc đã bị vẹo cuộc sống hay không, nhưng mà có thể gửi thêm các dữ liệu để bác sĩ hướng trả lời chính xác cho mình ạ. Tiếp theo đến một câu hỏi từ khán giả, đó là Nguyễn Hồng Nhung. Bác sĩ ơi, có cách nào ở nhà mẹ có thể tự kiểm tra tình trạng vẹo cuộc sống được không? Có lẽ là bạn này mới vào nên là bạn chưa có nghe ban đầu. Nhưng mà có nhiều cách. Có nhiều cách, tôi chia sẻ lại là có nhiều cách để mẹ có thể là phát hiện bé nhà mình có bị vẹo cuộc sống hay có những dấu hiệu vẹo cuộc sống hay không. Ví dụ quan sát. Quan sát cái gì? Quan sát tư thế của bé. Thứ nhất là vai của bé có bị lệch vẹo hay không nè. Quan sát bé mặc quần áo nó có bị sọc xẹp hay không nè. Quan sát cái dáng đi của bé xem nó có bị khập khiễng hay không nè. Và một cái động tác mà có thể là trực tiếp có thể xác định cơ bản là bé có vẹo hay không thì cho bé cúi xuống, xong rồi ta vuốt dọc từ lưng bé vuốt xuống xem thử là hai bên nó có đều nhau hay không, hay có bên nào gồ cao hơn hay không, thì chúng ta có thể là đó là những cái cách đơn giản thì chúng ta có thể khám tại nhà cho bé. Xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là một câu hỏi từ bạn Việt Hà. Cháu thấy trên mạng có nhiều quảng cáo các loại đai chống gù vẹo, vậy theo bác sĩ thì các loại đai đó có tác dụng để điều trị vẹo cuộc sống hay không ạ? Chính xác đó. Cái câu hỏi này thì tôi cũng nhận được rất nhiều từ các bậc phụ huynh là có đai chống gù vẹo, và mọi người mặc định rằng á là cái đai đó nó sẽ cải thiện hoàn toàn cái tình trạng là gù vẹo của con em mình. Tuy nhiên ở đây tôi muốn cung cấp một cái thông tin cho các bạn để các bạn có được một cái nhìn bao quát hơn về cái đai chống gù vẹo. Cái đai chống gù vẹo á thì nó có ích đối với trẻ chứ không phải là không. Ví dụ bé nó hay ngồi với một cái tư thế cong như thế này, vai đưa ra trước như thế này, thì với khi mà bé nó mang cái đai vô á, hắn không thể nào ngồi gù phù lại được mà buộc lòng nó phải ngồi thẳng. Đó là cái lợi đầu tiên, là giúp cho bé nó duy trì cái tư thế thẳng nhờ cái đai. Nhưng nếu như chúng ta chỉ dừng lại ở mức độ đó thôi thì không thể cải thiện được, mà chúng ta cần phải làm những cái bước khác nữa. Đó là vẫn phải tư vấn cho bé nhà mình nó hiểu là cái tư thế thẳng đó là rất là quan trọng. Nên là một thời gian chúng ta bỏ cái đai ra thì bé nó sẽ có ý thức, nó sẽ ngồi thẳng. Còn thôi, hồi mà mang đai một thời gian xong, tháo cái đai ra, nó lại gù vẹo xuống. Nhưng mà một cái thứ hai, khi mà chúng ta mang đai chống gù vẹo như vậy á, thì nó gây, vô hình dung là nó sẽ gây yếu cơ. Nó gây yếu cơ các cái vùng mang á, thì khi mà bỏ đai ra, cơ nó yếu xìu, nó bị phụ thuộc cái đai, không có đai nó chịu cũng được. Cho nên á, bác Hồ này nói là gì? Độc lập tự do, đúng không? Muôn năm. Cho nên là bị phụ thuộc bất kỳ một cái gì chúng ta đều thấy khổ cả. Cho nên là mục tiêu là chúng ta độc lập. Cho nên là mang đai chỉ một thời gian ngắn thôi để giúp cho cái ý thức, giúp cho cái não mình, não bộ nó tiếp nhận cái gọi là cái cấu trúc hay là cái tư thế. Nó tư thế đúng, não nó ghi nhận cái tư thế đúng trước một thời gian. Và thông thường thời gian đó nó kéo dài khoảng trên 21 ngày. Để mà duy trì bất kỳ một cái thói quen nào thì quý vị nhớ là nên duy trì là quá 21 ngày. Đó, thì chúng ta mới có thể duy trì được thói quen. Nên việc mang đai á, chúng ta vẫn phải, nếu mà mang đai chúng ta phải mang trên 21 ngày. Và từ từ chúng ta sẽ tập luyện. Trong quá trình mang chúng ta phải tập luyện. Thì lần lần chúng ta bỏ cái đai ra và
thành não nó sẽ ghi nhận được cái mẫu vận động đó là mẫu vận động đúng. Dạ. Anh Việt Hà cũng nhắn một câu hỏi tiếp theo cho bác sĩ, đó là em nghe bác sĩ nói vừa về cái dịch vụ khám online, thì vậy bác sĩ vậy để được khám online thì cần chuẩn bị gì và mức phí bao nhiêu ạ? Khám online á, thì hiện nay mà trên iShopcare thì với mức giá là chỉ 100.000 đồng cho một lần khám. Nghĩa là với cái mức giá mà gọi là bệnh viện cũng hỗ trợ thôi. Đó, về công nghệ rồi về này kia một chút cho người dân có thể dễ dàng tiếp cận, chứ còn không hề tính công của bác sĩ luôn á, thì với 100.000 cho một lần khám thôi. Còn điều trị online thì cũng như vậy, điều trị online thì hiện nay á thì bệnh viện cũng duy trì ở mức giá là 50.000 đồng cho một lần một lần điều trị, cũng chỉ là muốn giúp cho cộng đồng của mình tiếp cận với những cái dịch vụ hiện đại thôi, chứ còn trên thực tế thì cũng không chưa có tính công gì của bác sĩ ở đây cả đó. Cho nên là còn về chuẩn bị á, thì trên thực tế thì chỉ cần một cái điện thoại smartphone là có thể hoàn toàn có thể là khám và điều trị rồi. Còn nếu như chúng ta có iPad, chúng ta có điện thoại, có máy tính nữa thì cái màn hình nó sẽ rộng hơn. Còn hy vọng là một thời gian ngắn nữa thôi, bệnh viện 199 sẽ kết nối với các cái đơn vị của nước ngoài, ở đây là Ý và Canada, để có thể là có những cái mô hình là tập phục hồi chức năng tại nhà mà nó hiện đại chuẩn quốc tế, thì nó sẽ có những cái máy móc nó tiên tiến hơn, thì có thể là nó giúp ích cho cái việc điều trị online nó tốt hơn. Ví dụ như là khi chúng ta tập tại nhà nhưng mà dữ liệu sẽ được truyền về tại bệnh viện, và bác sĩ sẽ mà máy nó sẽ phân tích và bác sĩ sẽ nhìn các cái thông số trên đó để có thể ra bài tập nó sát hơn với cái tình trạng của bệnh nhân. Dạ. Vậy thì cái kinh phí điều trị quá rẻ bác sĩ ha. Dạ. Thực sự thì chúng ta còn rất nhiều các câu hỏi mà quý vị khán giả đặt ở đây, nhưng mà thời gian không cho phép, thì chắc xin phép bác sĩ là mình sẽ chốt một câu hỏi cuối cùng của khán giả Đặng Quốc Việt. Con tôi ở nhà mùa dịch, ngoài chơi điện thoại thì rất ít tham gia được các hoạt động khác, chọn về các trò chơi tương tác, nhờ bác sĩ tư vấn hướng dẫn các bài tập kèm trò chơi để điều chỉnh tư thế cột sống cho cháu ạ. À vâng. Thực ra thì ngay cả bản thân tôi cũng vậy nha. Cái mùa mà mùa dịch như thế này, và các em bé thì lại đang là mùa hè nữa. Đúng ra thì là cái mùa hè như thế này là các bé được trông chơi thoải mái, được đi siêu thị, được đi công viên, rồi được đi với bạn, đi du lịch với ba mẹ khắp nơi. Một tháng 6 nữa. Rồi đi biển, đi đồ này nọ, cái ở Đà Nẵng thì có biển rồi này nọ. Rồi nhưng mà bây giờ thì rất là tội nghiệp cho các bé luôn. Ở nhà chỉ quay quẩn quanh các bức tường. Thì cái việc mà ba mẹ chúng ta cần tạo ra trò chơi cho bé thì nó rất là quan trọng. Và bệnh viện Nguyễn Chính thì gần như là nhân viên đều là cũng trẻ, nên là con cũng còn nhỏ rất là nhiều, cho nên chúng tôi cũng phải nghĩ ra những cái trò chơi nào cho phù hợp để về còn dạy con em mình. Thì là chúng tôi cũng đã tạo sẵn một cái video sẵn rồi, để mà gọi là để về nhà mình học theo, mình tạo cho con em mình chơi á, thì sau đây thì mình cũng chia sẻ cho quý khán giả ha. Để biết được các cái trò chơi mà có thể ba mẹ tự chơi với con trẻ tại nhà, hoặc là tự làm cho con trẻ của mình tại nhà.
khi nào xong? Xong rồi. Rồi, quý vị đã vừa xem xong cái một cái video mà có những cái trò chơi rất là đơn giản. Tuy nhiên là nếu mà gia đình chúng ta mà thực hiện các trò chơi này thì ngoài cái việc là tạo cái niềm vui cho con trẻ của mình mà ngoài ra thì nó sẽ tăng cái tình yêu thương của gia đình với nhau nữa, và ba mẹ con cái cùng chơi với nhau. Và đặc biệt quý vị nhìn thấy thế nào, các cái trò chơi mà chúng tôi thiết kế đó nó đều có những cái trò chơi mà để tập luyện cuộc sống và tập luyện cơ cơ cho bé nữa. Cho nên là các cái trò chơi mà nó lại kết hợp rất nhiều, thứ nhất là giúp cho bé vui nè, thứ hai là tăng cái trí thông minh cho bé nè, thứ ba lại tăng cái đoạn sự gắn kết của gia đình nè, rồi đặc biệt là còn tập về cuộc sống nữa, thì hy vọng là nó có ích với các quý vị khán giả. Buổi live stream ngày hôm nay rất cảm ơn quý vị đã đặt các câu hỏi và theo dõi buổi live stream. Cảm ơn bác sĩ Hướng đã giải đáp tận tình cặn kẽ các cái câu hỏi, và hẹn gặp quý vị trong buổi live stream lần tiếp theo. Xin chào mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.